Không lắp đồ không? Không lắp đồ nghe có vẻ hay ho ấy. Violin đá được thật luôn. Không, vẫn thua chứ đúng không? Làm sao thắng được? Đúng rồi, Azir, chọc đi. Sặc, con này. What the fuck? What the fuck? Cái... sao thêm một gì đấy? What the fuck? Nên là tôi không chọn tam ken ván nào luôn ấy. Xong nó toàn ra cái củ lì này luôn. Bệnh thật đấy. Một bài Nico sách chọn ấn dần bắn tỉa. Một bài Nico. Một bài khổng lồ hóa. Một bài hộp Pandora. Một bài hộp Pandora nữa. Một bài trẻ khỏe tự do. Và sách chọn ấn này ra ấn đồ tể. Một bài Kralio Kale Queen. Thế nên mình nên cho Cassiopeia vào chứ. Thì kiểu gì mấy turn đầu này mình cũng dép được 1 đến 2 chest đấy. Nhưng cũng được, bài này con này cũng dép được 2 chest cũng được. Đó, tí được 3 chest luôn. Nó cứ ra cái thói ra y như rằng là mẹ mình nó ra cho mình cái AFK này, xong rồi ra cho mình con Taric đầu game này. Ê. Đúng đời luôn đấy. Bài này ra cả TF2 luôn. Đang vẽ đồ luôn. Xoay TF chơi thôi chứ còn gì nữa bro. Đẹp quá rồi. Vứt mẹ kêu thôi. Bài TF thì vẫn chơi được nhá mọi người. Nếu như mà mọi người ra được form sớm thì mọi người vẫn chơi được. Vẫn khỏe. Ủa ông này còn phá tôi nữa hả? Cay chưa? Thắng luôn mà. Cảm ơn P100 đã donate mạnh 10.000 đồng. Em P100 diễn viên A ơi. Lại như SE với A. Lại diễn viên game trước tôi top 8 đấy. Ông cứ diễn viên thôi, game trước tôi vừa mới top 8 xong đấy. Sao anh màn hình đen xì vậy, cái gì đấy Vũ Phương Anh ơi? Là như thế nào là màn hình đen xì đấy em? Thì em là game trước, tại sao anh lại quyết định là nhường lobby như vậy? Ừ, thì ok, đấy là một câu hỏi hay. Game trước thì anh quyết định là anh sẽ bán thêm một ít điểm nữa để tạo ra một cái tình huống kiểu như là sắp tụt cao thủ. Và từ sắp tụt cao thủ leo một phát lên gần đủ điểm thách đấu luôn. Để cho mọi người trải nghiệm cái cảm giác là làm thế nào để up rank ở trong meta này. Hiểu không? Nếu như mình đang để ở cao thủ 300 điểm chẳng hạn, mình leo một phát lên 550 điểm, mọi người bảo là đấy chuyển là chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà leo từ gần đủ điểm cao thủ lên một phát lên đến thách đấu thì đấy mới gọi là challenger race, là cuộc đua leo lên thách đấu. Anh Mạnh đang muốn chứng minh cho các bạn thấy là làm thế nào để anh em mình có thể leo được elo. Ngày mai tôi lại đổi lại cái tiêu đề livestream nhé các bạn nhé. Là lại là hành trình cái gì gác cổng gì gì nhá, cho nó quen thuộc. Anh em từ trước đến giờ thì quen với cả cái gác cổng hơn đấy, nên là bây giờ mình đổi tiêu đề livestream thì mọi người có hơi bỡ ngỡ. Quyết định của tôi là tôi sẽ đổi lại là leo rank theo cái kiểu từ cao thủ lên thách đấu cho mọi người học hỏi. Quyết tâm á. Yes. Muốn Taric cầm gậy không? Không có luôn. Có một con Zinc cầm gậy này anh em. Cũng được á. Tôi định nhà con Nico ấy. Nhưng mà bị tranh rồi. À, bạn này lại xoay sang Nico vì bạn có 2 Nico và bây giờ là Nico 2 à. Không sao. Với rất nhiều tiền mình làm gì cũng đúng. Qua đây xem để anh Mạnh like để về tối truyền cho ngài à. Bây giờ khi anh Mạnh ít điểm hơn Châu ấy chứ. Em nói thế mất quan điểm em ơi. Nói thế mất quan điểm. Không hay ho nữa. Anh Mạnh đánh
nghiêm túc để Phương Anh lấy một vài cái giáo án hay ho về chị ở Châu nhé. Nãy giờ anh Mạnh đùa nghịch hơi nhiều nên là anh Mạnh có tụt điểm đôi chút ạ. Nhưng mà bây giờ anh Mạnh sẽ đánh nghiêm túc. Rồi, nhiều tiền là được rồi. Bây giờ lưu xích thêm 2 turn nữa là đẹp. Nhưng mà turn này lại win à? Ảo nhờ. Cái turn nào bảo đánh lưu xích thì mình lại win. Còn turn nào mà mình muốn đánh win thì mình lại lose. Vẫn là cái thế XO quen thuộc nha. Từ bây giờ nhá, cái lõi mà bắt buộc phải lấy ở kênh của Mạnh Mèo ấy là lõi phong độ bất ổn nha mọi người. Ra lõi bạc phong độ bất ổn mặc định lấy. Ok chưa? Ông Hoàng trong làng Caro đây thì không lấy phong độ bất ổn thì lấy cái gì? Chắc chắn nó phải là phong độ bất ổn. Xong tôi này gặp bạn này không thắng nữa. Ê nhưng mà thắng cắt được trích bạn này cũng được nhỉ. Ê hay là bây giờ mình bỏ bài ra mình thua nhỉ. Ê, mình phá trích bạn này cái. Điểm luôn đấy chứ. Không nhưng mà mình không làm như vậy. Quá sâu tính. Nhưng mà trên thực tế là cho dù mình có để nguyên form này mình vẫn thua không? Câu chuyện là không thể thua. Rồi. Vậy là từ bây giờ mình sẽ win switch lại ha. Tôi nhớ có một ông còn có Nico 2 gì đâu rồi. Ông này có con Nico 2 sao ông bán hết để ông ấy lưu switch luôn mà. Ủa? Ông ấy ông bán cả một con Nico 2 đi á. Đi mẹ này. Đéo chuyển cho mình. Đi mẹ. My fan. Ông ấy bán cả một con Nico 2 đi luôn á. Đi mẹ mày đau lòng vậy luôn. Người cần không có mà kẻ lần cái gì quên mẹ câu đấy rồi. Người cần chẳng có mà kẻ lần chẳng ra. Ừ the fuck man. Lại là cái thế can trường quen thuộc. Ê từ nhá, con này hay ho nhá. Từ này, tôi nghĩ này, thinking about it. Gì nữa đây? Thật là nhiều tiền à? End level luôn à? U băng à? Phép không? Phép thế chung à? Ôi đánh lại đánh can trường à? Mẹ ngày hôm nay Mạnh chỉ đánh can trường on top à? On top chứ? Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra má ơi à? Cái gì cái gì đấy? Cái gì em nói sai rồi Tráng ơi? Cái gì người cần người lần cù lần sống tốt cái gì không cần sống lâu cái gì cơ mà? Em nhầm rồi, em bị nhầm cái đoạn đấy rồi. Người cần thì sống tốt mà người lần thì bỏ đi cái gì mà? Cái bài đấy nó khác á, em vừa đọc sai đó. Hey please. Cần một con Soraka 2 gì đó. Suck.
Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. À ừ nhờ, câu đấy chuẩn là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra các bạn ạ. Tôi nhớ rồi. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Chuẩn 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 chuẩn. Đỉnh. Chơi cái lo bốc phết này. Cuối cùng game ăn còng rồi sao người ta chê non à. Không, anh em viewer của Mạnh là không ai chê Mạnh hết á. Anh em toàn khen không à, từ xưa đến giờ anh em chơi toàn khen Mạnh không à. Anh em kiểu nhìn vào những cái pha xử lý mắc binh đầu đinh của Mạnh không, anh em toàn khen. Đã thấy anh em nào chê bao giờ đâu. Mẹ yêu thương không hết được còn đòi mẹ mà chê. Tôi chưa thấy có ai chê hết á. Tráng là tráng tệ. Không không, không ai chê hết. Toàn khen không. Tuần sau mình up level mình bỏ cái ô băng của Lin ra, mình để vào 6 can trường nhá. Nhìn cho nó khét khét nhá. Đóng băng chi thuật. Tạo khiên chi thuật. Vứt cất ngu chi thuật. Lên khiên. Sặc. Ném stun như mẹ mày bố đẻ em bé vậy. Ngu như con lợn. Ném cái stun mà con chết rồi. Mẹ ném vào này có choáng thắng mẹ rồi. 612 máu. Ném mà thắng rồi. Ngu như lợn thật đấy. Ủa sao con ông này top 8 luôn rồi. Chôn à. Taric không em. Làm tí Taric phệt luôn không. Để hai nước mắt này. Em quạt anh à? À bây giờ là em quạt anh à? Mà nó mỏ mát. Nếu đang thiếu con này đúng không? Ron đen nhở? Ron thế nào mà mấy con cần thì không ra, lại ra thẳng con siêu cô 2 nhở? Tính là Ron đen phết đấy chứ nhở? Mình cần con Taric 2, sao nó lại ra con siêu cô 2 ta? Mình Ron level 7 mà, mình kiếm con Taric mà anh em. Game đen ác, không ra Soraka 2, không ra Taric 2. Game đen, đen gì đâu không. Cháo nái thế cơ chứ. Còn mẹ. Về đúng cháo nái. Lửa. Đó. Này em nào. Chơi game bịp bịp bực cả mình. Ghét nhất chơi mấy cái game bịp bịp kiểu này. Rôn le 7 người ta đâu có muốn kiếm cái con này làm gì. Bán mẹ đi cô lại 11 tiền. Mày bán tao xem à? À không, 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 không. Thôi, bây giờ mình chưa có nào dead thì mình để tạm thôi vậy. Mình cũng không thích lắm nhưng mà từ từ nhá. Từ từ để suy nghĩ về việc bán nó. Thực ra mình cũng không cần nó lắm ấy. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ một tí. Kiểu level 7 mà được một con 4 tiền 2 sao xong rồi bán thì nhiều khi các bạn lại chửi mình ấy. Giống game trước ấy, mình lấy một cái lõi rất là chiến thuật nhưng mà bạn vẫn chửi mình. Game trước mình lấy lõi hay mà. Game trước mình lấy cái lõi vô đối mồn thối cái gì nhở, cái gì rát chết gì ấy, khỏe khỏe mà. Xong các bạn vẫn chửi. Game này mình chỉ sợ mình bán này đi bị các bạn chửi thôi. Các bạn không chửi mình bán ngay nhưng mà mình biết anh em viewer của mình kiểu gì cũng chửi mình nên là thôi mình không bán nữa. Sợ bị chửi thôi, quan trọng là mình sợ bị chửi thôi. Anh em viewer hay chửi lắm, thôi thôi không, các bạn chửi đấy. Các bạn chửi đấy, tí nữa kiểu gì các bạn cũng chửi, tôi biết mà. Tôi biết kiểu các bạn rồi. Các bạn trả vờ không chửi nhưng mà đùng một cái tự nhiên các bạn chửi chửi không ra một cái gì luôn. Không không không. Đây anh em bảo không chửi tôi đi, tôi bán luôn cho các bạn xem này. À, à.
nhưng mà toàn người bảo chửi, toàn người dọa chửi, chịu. Chịu. Bán đi cái xong bị chửi mất mặt, thở không kịp đâu anh em, sợ lắm. Thực ra tôi thích cái nanh Naso ấy các bạn. Tôi thích cái củ lìn nanh Naso này, vãi trưởng ấy. Hay tôi làm mẹ một cái đồ đam nữa đi. Ôi, làm cái đồ tanh trước là chắc á. Bài sống nhờ tanh mà. Mày cắn. Tao giận, mày cắn. Thôi tí mình đập cái cung đi sau cũng được. À, cung người ta dùng cũng được thôi, nhưng mà tí mình đập đi. Thích thì mình đập luôn được, nhưng mà chờ lõi thì mình đập đi. Quan trọng gì mạnh chơi game là tùy thuộc vào anh em viewer, mà anh em viewer thích là mạnh đập à? Anh mạnh chẳng có anh em viewer kiểu anh ơi anh đừng làm thế. Ừ ok, các bạn bảo mình không làm, ok mình bỏ qua, mình không làm nữa, được chưa? Các bạn bảo mình làm xem. Buồn cười. Làm vội luôn đi chứ. Bán vội cho các bạn vui. Tất cả là phục vụ viewer. Mạnh không có giữ một cái gì gọi là chơi vì bản thân mình hết. Không nhá. Đấy, tôi có thích cái kiếm súng đâu. Không thích tí nào ấy chứ. Tôi này ví dụ nhá, là tôi sẽ chọn cái giáp gai bởi vì nó khỏe. Nhưng mà anh em viewer thích cái crit phép. Đéo hiểu, thế là sao anh em cứ thích cái crit phép cơ. Chịu ấy. Cho tôi lấy cái giáp gai đi. Có phải tôi khỏe luôn không? Ôi xin bà. Dỗi không chịu được. Rất dỗi nhá. Đem đồ cái đấm vào đít ý. Bán đi đổi đồ cho Nico 1 là đẹp nhờ. Cái gì cơ? Không bán á? Ok ok các bạn, thế thôi. Tôi tưởng các bạn không thích cái đồ này thì tôi bán. Má. Thường tôi bán luôn đấy chứ. Anh Mạnh ơi, tí anh xem chung kết đại chiến sẻng vàng không ạ? À? Có. Tí anh xem feed ơi, tí cắt chung không? Tí feed cắt chung với anh không? Anh em tí cắt chung đẹp luôn hết feed đây. Ê, đừng, bạn ơi. Ờ, cầm đánh đẹp. Lát anh xem côn Facebook với em nhé. Ok feed ơi, hết game này nhá. Anh này người Hàn à? Anseo Melody Sumita. Anseo Haseo. Sipa. This game fucking easy baby. Người Hàn thì nó vẫn nói tiếng Anh mà các bạn. Công thức của người Hàn ấy, công thức thành công của họ ấy là bởi vì họ biết nói tiếng Anh. Mình cũng tiếp xúc với nhiều người Hàn rồi nên mình biết. Kiểu trong câu nói chuyện của người ta cần phải có một tí tiếng Anh vào đấy để cho nó sang sang ấy. Michoso. Anh này tên là Trông Rong Chu à. Cái đấy là trông giống chó mà đúng không anh em? Trông giống chu là trông giống chó hay là gì? Thịt mà em nghe nó từ từ nhá.
Roll đúng một cái à? Ơ thì bài nó ra thì roll một cái đấy chứ, chả lẽ bây giờ bài nó ra rồi lại roll hai cái. Mấy ông ấy buồn cười thật đấy. Thế cũng nói được, tôi cũng đến chịu các ông đấy. Bây giờ tôi đang muốn roll con sen mà tự nhiên roll một cái nó ra con Taric thì tôi đành phải chấp nhận, tôi dừng lại cái việc roll của mình để tiết kiệm tiền, bởi vì bây giờ tôi sợ tôi roll nữa thì anh em lại chửi. Vẫn bị nói. Chịu. Người Việt cũng chen tiếng Pháp, tiếng Tây, tiếng Tàu, Tây Ban Nha mà không nhận ra thôi à? Có mà, anh Mạnh nhận ra, anh Mạnh biết hết mà. Các bạn nói tiếng gì anh Mạnh cũng biết hết. Ui. Nhận tiền cho anh, đem tiền về cho Mạnh. Cho này ra ngoài chết chết đi, xong rồi con này đem tiền về cho Mạnh là đẹp. Đem tiền về cho Mạnh. Đem tiền về cho Mạnh. Đem tiền về cho Mạnh. Đừng làm Mạnh. Chưa nghĩ ra câu tiếp theo, từ từ nhá. Thinking. Ủa? Cảm ơn Chiến Nổ đã donate Mạnh 5.000 đồng. Xin cô ba bú một lốp. Xong rồi bán luôn bú một lốp nữa anh ơi, mặt cười. Bán luôn bú hai lốp không? Siêu cô ba bú một lốp xong bán siêu cô ba đi bú hai lốp không? Giá cả nó phải là vật giá nó phải leo. Sao tiền về cho Mạnh đâu rồi? Làm sao được 8 căn trường nhỉ? I love you Sante à? À mình có một trái tim căn trường à? Có thì mình đủ à? I love you Sante level 9 à? Không. Bài này đánh gì ở level 9 mọi người? Bài này đánh level 8 thôi. Đánh level 8 xong rồi roll siêu cô 3 xong bán siêu cô 3 thì nó mới ok. What the fuck đồ. What the fuck đồ baby. What the fuck. Một cái giáp thiên thần cũng được. Tí nữa cho Sante cầm. Xong thêm một cái diệt diệt. Hay lấy một cái vũ cực đi, trong này thả nó đau. Holy shit man. Good man. Chết luôn, đừng ấy hồi máu cả game thôi. Ê con nào đấy? Sante đâu đấy? Đá quả ác chó vậy. Backup tiến trên em ơi. Man, dập man. Dập. Chiếc con này man. Khiên man. Ok, ok man. Sặc chết em man. Dập. Ném cứt. Đừng regen nữa, dập. Ok. Lấy con Azir để búp á. Lấy Azir để búp á. Cho con này lên trên để nó chết xong rồi lấy cái hồi một mả máu á. Không cần bro. Cái này đâu cần phải chết đâu. Sao tăng đây đi. Thích vào này đúng không? Đúng rồi. Ok. Good job boy. Good job boy. Mình nghĩ ra cách để mình ăn tiền của thằng Chiến rồi anh em ơi. Mình đã có cách để ăn được tiền của Chiến. Dễ điên. Có thật sự là nớp không vậy? Bài đấy khỏe thế thì nớp khó rồi. Tí nữa mình đánh 8 căn trường, một cao tờ bài đấy. Được. 8 tao đi. Wow.
Bây giờ có con Rai Saun nhở? Được đấy. Ke góc. Rồi một cú ke góc hợp lý, Santé sẽ không đẩy ra ngoài được. Ui, một cú xếp Nico cánh trái và dập nguyên sàn. Máy dập. Máy dập. Ui. Sao làm ít thế? Sặc. Máy dập. Kêu ra khỏe thế. Đang bị giảm hưu mày hưu đéo này lắm thế bro. Máy dập. Vứt cất đám đông. Đúng rồi. Vứt cất. Rồi. Hút máu. Vứt cất. Rồi. Vứt cất. Xin một like và subscribe ạ. Xin một like và subscribe đi ạ. Yes sir baby. Đừng. Chả vờ chả vịt cái gì bro. Man. Damn man. Có nhà nào cay ra bao? Nhà nào run cay ra bao? Đẹp mỏ. Đéo có ạ. Cay nữa nhỏ. Nhà này model bao? Không. Nây suất bao? Có. Nhà này không order 3, nhà này Azir bao. Mandraha 3. Nhà này quái vật rồi. Cái nhà Cú Lìn đấy quái vật rồi anh em ơi. Nhà con Santé nhìn bấu quá. Che bên này đi. Thôi xong. Một tuần cút luôn rồi. Cút luôn rồi. Sắc. Hay này. Hai kẹt góc. Hai vẫn thua nhưng mà nó sẽ thua ít hơn đấy. Giết được thêm hai con nữa thua bạn. Đừng thua vội bạn. Thua nhiều thế. À, tí nữa tôi đánh bài này không ổn rồi anh em ạ. Tôi đang nghĩ tới một cái tương lai xa là tôi đánh bài này không ổn. Bởi vì tôi thấy là bài kia có cái tốc độ clear quá nhanh. Nên là nếu mà tôi đánh bằng cái form này nó sẽ không ổn. Không phải là bài kia có tốc độ clear nhanh mà bài kia đọ độ trâu với mình là đọ được. Xong rồi có Santé McLay đó. Tôi bắt đầu thấy có một tương lai không ổn tí nào rồi. Máy dập. Khiên. Máy dập. Khiên. Máy dập. Khiên. Máy dập. Máy dập chết rồi. Còn khiên thôi. Hưu. Khiên. Ném cứt. Hưu. Không hưu được rồi. Ném cứt. Rồi ok. Thôi ít ít rồi. Đẹp rồi. Yes sir baby. Yes sir, baby. 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 Ê Lobby ơi, đừng ôm siêu cô nhá. Lên siêu cô 3 tôi bán luôn. Anh em đừng ôm siêu cô. Chắc chắn tôi sẽ bán siêu cô. Lên siêu cô bán luôn. Thề. Không cần ôm. Death mà. À ôm luôn à. Cái motherfuck. Đừng ôm, bán luôn thề. Bán luôn, chắc chắc kèo bán luôn. Bán.
ai mà bạn ôm siêu cô của tôi chi? Bạn đừng ôm siêu cô của tôi đẹp rồi. Bán luôn. Chôn cứt, chốc chó. Chôn lìn. Đi luôn cứt. Sắc. Đừng ôm bé bé. Để đấy cho Mạnh, Mạnh bán luôn. Đi vào tập này Mạnh sợ đéo ra lại không bán. Đấy, bạn cứ roll Nasus đi, tôi ôm Nasus của bạn đéo đâu. Tôi cần gì top 1. Đi mà, tôi tặng cái top 1 cho các bạn luôn. Thế cho là vuông. Ok. Tặng các bạn top 1 luôn. Siêu cô ba bán luôn. Ôi chết mẹ rồi. Không sắp đôi đâu đúng không? Ừ ok, được rồi. Ba người ta khỏe mà anh em. Chết mẹ rồi, từ từ nhá, tôi sao bỏ bài ra nhá. Tôi sao bỏ bài ra cách, bỏ bài ra cách, bỏ bài ra cách. Tôi sao bỏ bài ra cách. Bỏ bài, bỏ bài, bỏ bài, bỏ bài anh em ơi. Chiu 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 chiu, Mạnh bỏ bài anh em, bình tĩnh. Đủ má, tôi nhìn con Santé sợ quá. Cho con Ari vào đi. Những con Santé là giết người đấy các bạn ạ. Là giết người đấy, không được đâu. Bạn lên Nasus 3 đi. Con Nasus 3 là của bạn. Con Santé là của tôi. À, con củ lìn kia siêu cô là của tôi. Ngủ đi anh ơi à, lại ngủ không, không ngủ á. Ơ có 2 tiền, mua được con Santé không cần lóc anh em ơi. Bỏ lóc, ờ. Siêu cô, siêu cô baby. Bạn lấy lấy sớt, tôi lấy siêu cô baby. Đéo có, đi mà. Bạn lấy cái gì bạn lấy đi. Lấy tạm Ari cũng được. Phải là siêu cô baby. Siêu cô, siêu. Siêu, siêu, cái là ma mày, bán luôn. Siêu, siêu, cái là ma mày, cái là ma. Ê, bạn kia có Nexus 3 không chưa? Chết cơm rồi, mẹ, mẹ rồi. Nexus 3 cút luôn đi chứ. Ê, cẩn thận, cẩn trọng. Cần tắc vội lấy. Không lắp đồ không? Không lắp đồ nghe có vẻ hay ho á. Vay lìn đá được thật luôn. Không, vẫn thua chứ đúng không? Làm sao thắng được? Đúng rồi, Azir, chọc đi. Sặc, con mẹ mày.